Nắm bắt sự sức giàu. Tác giả Dad Hillmill. Chương 2. Kết giao với các tôi tớ Chúa vĩ đại. Trong một quyển sách khác, tôi đã nói về tầm quan trọng của thói quen kết giao chặt chẽ với tôi tớ Chúa, hầu cho bạn có thể nhận lãnh sự sức giàu chuyển tải từ họ. Tại sao bạn cần thiết lập mối tương giao với người được sức giàu của Chúa? Cụ thể bạn nhận được gì qua mối tương giao này? Khi bạn kết giao chặt chẽ với tôi tớ Chúa, bạn sẽ được nghe họ nói và giảng dạy hết lần này đến lần khác. Những lời nói đó chứa đựng sự sức giàu. Khi Elise gắn kết chặt chẽ với Eli, rất nhiều lần ông nghe Eli nói, trong khi họ vừa đi vừa nói chuyện với nhau. Các Vua 2 chương 2 câu 11. Lời nói quyền năng. Chúa Giêsu dạy các môn đồ rằng lời Ngài chứa đựng hai điều quan trọng. Lời Ngài chứa đựng sự sống và Thánh Linh. Thánh Linh là sao? Thánh Linh chính là sự sức giàu. Kinh Thánh chép Đức Chúa Trời sức giàu cho Chúa Giêsu Christ người Nazareth bằng Thánh Linh và quyền năng. Công vụ chương 10 câu 38. Chúa Giêsu đã được sức giàu bằng Thánh Linh. Vì vậy, Thánh Linh tức là nguồn của sự sức giàu, chính là sự sức giàu. Những lời ta nói với các con là thần linh và sự sống. Dân chương 6 câu 63. Đối với nhiều người, kết giao gần gũi với tôi tớ Chúa là ao ước bất khả thi. Họ chỉ còn cách thông qua phương tiện sách vở bồi linh và băng đĩa bài giảng. Sách vở bồi linh và băng đĩa bài giảng có thể hàm chứa lời của người được sức giàu. Lời nói của người được sức giàu hàm chứa Thánh Linh và sự sống. Đắm chìm trong sách bồi linh của các tác giả được sức giàu là phương cách cực kỳ hữu hiệu để liên kết với họ. Thời gian đọc sách là thời gian bạn đang thông công với tác giả. Đặc quyền lớn lao của bạn là được thông tương tác riêng tư với những con người tuyệt vời trong 3 tiếng đồng hồ ngay tại nhà riêng. Khi bạn đọc sách này, bạn đang thông công với tôi. Tôi cũng đang thông công với bạn. Khi tôi viết sách này, tôi có cảm nhận mình đang trò chuyện với ai đó. Tôi đang trực tiếp phục vụ đối tượng độc giả, sẵn lòng dành thời giờ nhận lãnh, giống như Elise lắng nghe lời nói của Eli, giống như các môn đồ lắng nghe lời dạy của Chúa Giêsu. Bạn cũng đang lắng nghe lời nói của tôi khi đọc sách này. Các môn đồ đã lắng nghe lời dạy của Chúa Giêsu, đó là cách họ nhận lãnh sự sức giàu. Bạn có thể ở với Chúa Giêsu ngay hôm nay bằng cách đọc lời Ngài trong Kinh Thánh. Tôi luôn ngạc nhiên về số lượng người hầu việc Chúa không chịu đọc Kinh Thánh. Họ chỉ sử dụng Kinh Thánh làm công cụ giảng dạy. Lời Chúa là lợi ích, nhưng trước tiên là lợi ích cho bạn. Bạn không thể làm người hầu việc Chúa đúng nghĩa nếu không có mối tương giao cá nhân với Đức Chúa Trời. Tương giao với Chúa đâu có nghĩa là liếc sơ qua vài câu Kinh Thánh ngay trước giờ giảng luận. Liếc sơ qua vài câu Kinh Thánh hoàn toàn khác với việc thông công nghiêm túc với Chúa qua lời đã chép. Hãy tương giao với Chúa Giêsu mỗi ngày. Chúa muốn tương tác với bạn. Ngài muốn có mối thông công với bạn. Nói khát khao của Chúa suốt từ thời Adam đến nay vẫn luôn là mối thông công với con người. Môi-se lên núi thông công với Chúa, rồi khi ông xuống núi, vinh hiển của Chúa tràn đầy trên ông. Vinh hiển của Chúa sẽ ở trên bạn khi bạn thông công với Ngài. Ngày tôi mở mắt chào đời, tôi đang ở Ghana, Tây Phi. Tôi nhận ra rằng mình đang ở rất xa các tôi tớ Chúa vĩ đại hiện đang sống ở Mỹ. Tôi thèm được thông công với họ kinh khủng, nhưng đó là ước ao quá xa vời. Tôi không có thị thực để đi Mỹ, không có nổi một đồng bạc dính túi để mua vé máy bay. Thậm chí, dù tôi có được đi Mỹ, chắc chắn các tôi tớ Chúa cũng sẽ nhìn tôi như một gã da đen điên khùng đang cố gắng tiếp cận họ. Biết đâu, họ còn gọi vệ sĩ chặn đầu tôi để khỏi bị nguy hiểm. Thế là Chúa đã chỉ cho tôi một cách hầu cho tôi có thể thông công với các tôi tớ Chúa đang được sức giàu nhất thế đại này.
thòng còng qua sách bòi linh và băng đĩa của họ. Tôi đã được tương giao với nhiều người qua sách vở của họ. Tôi có thể thấu cảm được suy nghĩ của họ khi đọc sách của họ. Cùng một cách đó, tôi đã tương giao với Đức Chúa Giêsu bằng cách đọc Kinh Thánh, học lời Ngài và thực hành lời ấy. Các sách phúc âm là phần Kinh Thánh tôi rất thích đọc. Qua các sách phúc âm Matthew, Mark, Luca và Giăng, tôi nhận được lời Chúa Giêsu đã phán. Tôi cũng nghe được tiếng phán trực tiếp của Ngài dành cho tôi. Sự sức giàu làm mọi người chú ý đến bạn. Biết rõ hai ông, nhận ra rằng hai ông đã từng ở với Đức Giêsu, Công vụ chương 4 câu 13. Hai dạng người nhận lãnh. Có hai dạng người nhận lãnh sự sức giàu: người ở cự ly gần và người ở cự ly xa. Bạn thấy đó, một số người có cơ hội đến thật gần chiếc bình được sức giàu. Các sứ đồ Phi-e-rơ, Gia-cơ và Giăng đã được ở với gần Chúa theo đúng nghĩa đen. Họ đã rờ động Ngài, nắm tay Ngài, thậm chí còn được ăn tối với Ngài. Và đây là lời chứng của họ, là điều đã có từ ban đầu, điều chúng tôi đã nghe, điều mắt chúng tôi đã thấy, điều chúng tôi đã chiêm ngưỡng và tay chúng tôi đã chạm đến. Giăng nhất chương 1 câu 1. Buồn thay cho Phao-lô, vì ông không có cơ hội tương giao trực tiếp mặt đối mặt với Chúa Giêsu như các sứ đồ khác. Phao-lô cũng giống như tôi, ông phải dựa vào sách vở. Ông yêu sách. Đó là lý do ông nôn nóng muốn nhận được các quyển sách và cuộn giấy da, cẩm nang của ông. Ông phải học tập và thông công với Đức Chúa Trời, cũng như các tôi tớ Chúa vĩ đại như Ê-sai qua lời Chúa. Khi còn đến, nhớ đem chiếc áo choàng mà ta để lại tại nhà Ca-bút, thành Trô-ách, và sách vở nữa, nhất là những cuộn sách bằng giấy da. Ti-mô-thê 2 chương 4 câu 13. Nếu Phao-lô sống trong thế đại này, chắc hẳn ông sẽ sử dụng tất cả tiện ích công nghệ để tiếp nhận nhiều hơn nữa lời Chúa và sự sức giàu. Phao-lô sẽ nghe băng bài giảng và xem video. Những quyển sách có in ấn lời Chúa, băng đĩa chuyển tải lời Chúa, bạn có thể nắm bắt sự sức giàu từ lời đã phán. Anh sẽ dầu mưa nắng đi ra trồng mong sơ, ươm vào đất quê hương mình bao hạt giống trên nương đồng, mong chờ ngày lúa nở bờ. Sẽ hồ vàng vui sương đón chào ngày gặt mới, đây hạt giống sinh ba chục, kia hạt giống sinh sau chục, có hạt châu sinh một trăm. Nào ta đi ra mầm tình yêu, để cuộc sống mãi xanh tươi, để lòng tôi với muôn nơi tình vui hạnh phúc giữa đời. Hãy ra mầm tình yêu với những việc nhỏ bé, cho người đói bát cơm đầy, cho người khát ly nước tràn, cho người than không vui à. Hãy ra mầm tình yêu sẽ gặt về hạnh phúc với người đã yêu thương. Sẽ mầm tình yêu với những việc nhỏ bé, cho người đói bát cơm đầy, cho người khát ly nước tràn, cho người than không vui à. Hãy sẽ mầm tình yêu sẽ gặt về hạnh.
trên cành hoa xanh tâm hồn ra từ thu oan đi qua. Ai chấp nhận hy sinh sẽ như hạt ngôn trang, khi chẳng sống cho riêng mình sẽ tìm thấy trong mỗi ngày